Chào các bác, hôm nay em sẽ quay cho các bác cái mẫu chiếu Muji mới nhất năm 2020 nhé. Mẫu chiếu mới nhất và mẫu túi mới nhất ạ. Đây ạ, mẫu túi là tím than nha các bác nhé. In chữ Muji và Made in Japan. Đây là cái loại chiếu mà có tặng kèm hai vỏ gối, có chun 4 góc. Nó là hàng Nhật nha các bác nhé. Giờ em sẽ mở chiếu cho các bác xem. Ngoài thị trường có rất nhiều loại trôi nổi, nó nhái các bác ạ, hàng không chuẩn cho nên giá nó rẻ hơn rất nhiều. Thì em sẽ quay cho các bác xem thấy sự khác biệt nhé. Có tặng kèm hai vỏ gối ạ. Đó, đây là mặt trên này, mặt này là mặt mây, mặt dưới. Đó, tiếp theo đến đây, hàng chính hãng là sẽ có mác Muji chuẩn nhé các bác nhé, Muji của Nhật đấy ạ. Đây là mặt sau ạ. Đây là mác mới năm nay nhé các bác nhé. Đây là mặt mây bên trên các bác. Bo viền này. Bo viền này rất xịn và đường may chắc chắn đẹp nhé. Mặt mây nhé. Còn đây là mặt dưới ạ. Đây là dưới cái bo viền ngoài này sẽ là mẫu, nó sẽ khác nhau tùy từng đợt nhé các bác nhé. Đây là chun 4 góc này, chun bản to đấy ạ, to chắc chắn. Còn đây là mặt lụa. Đó, các bác thấy không? Lụa bên em là lụa bóng nhé các bác nhé. Lụa nó kiểu đan đan này, đây các bác nhìn kỹ sát vào nó rất thoáng. Đó, chứ không phải là như là một tấm vải lụa đâu ạ. Lụa bóng rất mềm mịn các bác nhé. Đó, rất chắc chắn luôn. Tôi sẽ giải toàn bộ chiếu cho các bác xem. Đây là mặt lụa các bác ạ. Đó, chiếu bên em là chiếu có chun 4 góc nhá, có tặng kèm hai vỏ gối. Riêng mét 2 thì tặng kèm một vỏ gối ạ, vì nó là chiếu đơn ạ. Đó, các bác thấy không? Lụa may chắc chắn đẹp, in hoa văn rõ nét đẹp. Nó là lụa bóng. Rất đẹp và rất mịn nhé các bác nhá. Khác hẳn với những cái loại lụa kiểu lụa dày bên ngoài, nó không mịn như thế đâu ạ. Và nó không đẹp bằng. Còn đây là mặt mây các bác này. Đó, mặt mây này. Các bác thấy không? Bây giờ em sẽ giải mặt mây cho các bác xem. Đây, các bác nhìn toàn cảnh cái mặt mây của nó này. Đó nhá. Em kỹ cái bo viền cho các bác xem. Cái bo viền này. Bản rất chắc chắn này, đường may chắc chắn đẹp nha các bác nhá. Đó. Bác nào có nhu cầu xì nẻ inbox cho em theo số điện thoại và Zalo 0973103832 nhé. Các bác có thể xem thông tin chi tiết tại website siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội ạ. Chào tạm biệt các bác.